tôm, 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 tôm. Gì? Cá sinh, cá sinh, cá sinh, cá sinh. Ôi. Ôi, quả này mới được nó hôn cho một cá chứ. Gọi là sướng luôn. Làm sao phải xoắn xít lên thế? Được gái sinh hôn ý, nó lại là chuyện đơn giản nhá. Mày lại bốc phét rồi. Này, em nói cho anh biết nha, cuộc đời thằng tôm này nhá, có thể sẽ bốc phân nhưng không bao giờ bốc phét. Chống mắt lên mà nhìn đi này. Tôm, 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 tôm. Mày làm cách nào đấy? Nó có bài cả. Mình ý, là mình phải đánh một cái lòng thương cảm từ sâu trong đáy tâm hồn của con người. Tóm lại là như này này. Nó có bài cả. Mình là mình phải đánh một lòng thương cảm. Đấy, anh hiểu chưa? Chắc không? Chắc. Chắc chưa? Chắc. Côi vợ từ nhỏ. Ngày này là ngày giỗ của vợ tôi. Nhìn cô với vợ tôi giống nhau lắm. Tôi nhìn cô, tôi lại nhớ đến vợ tôi. Tôi cần một cái ôm. Tại vì cái chỗ này ngày xưa tôi và vợ tôi hôn nhau. Tôi và vợ tôi đã từng hôn nhau nụ hôn đầu tiên cô ạ. Bây giờ cô ơn cho tôi hôn cô một cái đi cô ạ. Là ai đấy? Em là người ở quê mới lên, lên trên bệnh viện chữa chân ạ. Vào đấy bị người ta móc túi bao giờ không biết. Em đứng đây nhờ người ta giúp từ nãy giờ mà không ai chịu giúp em cả. Cậu có đói không? Em đói ạ. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi ăn, rồi lát tôi sẽ cho cậu tiền đi xe về quê, được chưa? Dạ, em đói anh ạ, em đói anh ạ. Cậu bị đau chân đúng không? Dạ. Để tôi dìu cậu đi. Em đói anh ạ. Đây. Có quán ăn ở phía trước kia rồi. Em vào ăn tạm quán này đi, cho đỡ đói. Vào đây à? Ừ. Anh ơi, em đang bị viêm lết chân, cho nên phải kiêng mấy cái đồ này ạ. Hay là thế này, em có biết trong kia có một cái quán ngon lắm mà lấy giá rẻ nữa, hay là anh đi em vào đấy ăn nhé. Thôi được rồi, anh chiều theo ý của em đấy. Dạ. Em chỉ đường đi. Dạ, đi hướng này ạ. Em ơi, sắp tới chưa hả em? Anh thấy đi cũng khá lâu rồi đấy. Dạ, sắp tới rồi đấy ạ. Mình đi thêm một đoạn nữa. Đọc một con ngõ này kia, rồi rẽ bật
rẽ tay phải đó là đến. Em ơi, quán ăn có vẻ sâu trong ngõ quá nhở? Dạ, trước mặt kia rồi ạ, 50 mét nữa là tới. Đi anh nhá. Ok, sao em không đi? Cậu Diên cũng sâu đấy. Từ lúc tôi đồng ý giúp cậu, có vẻ như chân cậu đã đỡ đau rồi nhở? Cậu nói cậu từ quê lên mà trên người không có một đồ vật tư trang nào hết. Tôi đồng ý là cậu bị cướp hết tiền. Thế nhưng mà đồ vật tư trang so với một người bị đau chân như cậu là vô cùng cần thiết. Hơn nữa, đường đi vào con ngõ này vô cùng khó tìm. Một quán ăn như vậy chỉ có người dân ở đây may ra mới có thể tìm được. Vậy mà cậu là một người từ quê mới lên lại có thể sành sỏi như thế. Hay để anh tìm một khách đi ăn cùng em nhé. Nani? Nhớ mặt tao ấy. Hãy luôn cảnh giác khi đi một mình, đừng để bị dụ dỗ vào những nơi nguy hiểm. Và hãy gọi ngay cho cơ quan chức năng khi cảm thấy bản thân của mình rơi vào trường hợp thiếu an toàn. Hãy cùng follow, chia sẻ để giúp cho người thân của bạn tránh xa những nguy hiểm.